mùi vậy ta? Thơm quá. Sao vậy chú Tài? Chị có ngửi thêm mùi gì không chị? Ừ vậy. Chắc là cái bếp đánh của anh á. Đâu có. Đâu có đâu, vợ em đi ra ngoài sớm rồi thôi. Ồ, vậy là... Kìa. Ủa? Là em không có nấu ăn hết đúng không? Ủa? Bữa nay cả nhà mình ăn sáng bên ngoài mà, cho nên là em đi dạo một chút xíu thôi. Vậy hả? Ờ. Với cái mùi gì kỳ lạ hả ta? Vậy là cái mùi thơm này là sao ta? Sao ta? Mùi thơm là do mẹ nấu đó. Ủa mẹ? Mẹ. Ừ. Sao? Xuống đông đủ chưa? Vô ăn sáng đi. Bữa nay mẹ nấu đồ ăn sáng đó. Trời ơi, gì đâu mà ngạc nhiên, phụ nữ nào mà không biết nấu đồ ăn. Trời ơi, cái chuyện khó tin gì mà cũng là sự thật hả trời? Khó tin gì con? Con đó là hồi nhỏ tới lớn, ai nuôi con, ai bón cơm cho con ăn, hả? Mẹ. Ừ thì đó, ngạc nhiên gì? Con đi học đây. Mấy đứa xuống rồi phải không? Trước khi đi học vô ăn sáng con. Bà nội nấu đồ ăn sáng là ngon lắm, đi vô đồ ăn sáng đi. Rồi hãy đi học ha. Ủa, hôm qua nhà mình thống nhất với nhau là ăn bên ngoài rồi mà. Cái đó thống nhất là người lớn, con nít phải ăn trong nhà, an toàn hợp vệ sinh hơn, hiểu chưa? Mình ở không ăn thôi. Vậy là con người lớn con được ăn ở ngoài đúng không? Tùy con. Nội nói đúng á, hai đứa còn nhỏ ăn ở nhà cho hợp vệ sinh. Còn ba đi ăn bún bò. Ba, nó không có công bằng chút nào luôn á. Nè, tôi nói rồi, bây giờ tôi nấu đồ ăn sẵn rồi đó. Mấy đứa này đi xuống ăn đi. Còn mấy anh chị, ai muốn ăn ở nhà thì ăn, ai muốn ra đường ăn thì ăn. Tôi không ép. Hai đứa nhỏ này vô đây. Đi vô ăn tôi. Tội ha. Em đi ăn bún bò. Đi ăn bún bò. Cho anh suy nghĩ lại đó. Nghĩ lại rồi, lâu quá không ăn đồ ăn mẹ nấu cho nên tự nhiên thèm. Mẹ ơi, con thèm ăn bún bò. Trời ơi, bún bò thơm quá. Trời ơi, ông này ông sợ mẹ thấy ghê được chứ. Ủa vậy là anh không được ăn ở ngoài hả? Thì tùy anh. Anh thích ăn của mẹ thì ăn, thích ăn ở ngoài thì ăn. Nhưng mà mẹ nấu sẵn hết rồi, vô ăn cho chín nhanh, mới gì. Trời ơi, đang thèm muốn riêu rồi. Đồ mẹ nấu thì thích thì chắc muốn vậy đó. Ăn hay không ăn ta? Anh Tài, cái gì mà mới sáng sớm mà ồn ào vậy? Xuống đây, một tin chấn động. Tin gì? Hả? Mẹ nấu đồ ăn sáng bữa nay rồi. Cái gì? Ừ. Mẹ nấu đồ ăn sáng hả? Ừ. Chuyện lạ bốn phương vậy. Mà có thiệt. Tao đang thèm bún riêu chết nè. Đang tính đi ra ngoài ăn, tự nhiên mẹ báo tin mẹ nấu vậy. À, không ăn là không được đâu đó. Khổ gì mà khổ. Điều hợp á. Anh, mẹ làm như vậy khác nào muốn phá bỏ thành quả của em? Đâu có. Thì lâu lâu mẹ hứng lên mình nấu một bữa. Đi vô ăn ha. Em đi vô đó khác nào em chịu thua mẹ. Anh thích á thì anh tự đi mà ăn. Đi mẹ nấu cũng ngon mà. Không, em không có vô đó đâu. Đi. Không. Không ăn là lớn chuyện đó. Anh đi mà ăn. Đi. Đi. Không bỏ ra. Mẹ làm gì mà bỏ anh ra? Chuyện là vậy đó. Rồi luôn. Tao hiểu tại sao mày khổ thế thôi. Sao vậy rồi bạn ơi? Nhưng mà nói thật nha, lần này tao thấy căng thật đấy. Căng tới mức này rồi, còn căng cỡ nào nữa. Mày học rộng tài cao. Mày hiểu được là trong xuyên suốt cái chiều dài lịch sử, có bao giờ những cuộc khởi nghĩa nổ ra mà không có hai con đường xảy ra đâu. Là sao? Là như này cho dễ hiểu nhá. Ví dụ như mà Ruby là người khởi nghĩa thành công thì mẹ mày... Ê, sao chửi tao? Thì mẹ của mày thua. Mẹ của mày thua ấy thì bà ấy thể nào chả nói nhiều. Mà nói nhiều thì mày nghe chứ ai nghe. Hợp lý. Sang đến trường hợp thứ hai, nếu như mà mẹ của mày là người thắng cuộc thì Ruby sẽ là người thua. Ruby thua thì sao? Ruby sẽ làm khung làm điên lên, làm loạn cả cái nhà lên. Lúc đấy thì sao? Thì mày nghe, mày lại phải bị tra tấn đầu óc. Chuẩn luôn. Chính xác. Sao đường nào ta cũng chết hết vậy trời.
Ơi, sao tôi khổ quá vậy trời. Giờ mới thấy cái cuộc đời độc thân nó đẹp làm sao. Đẹp cái gì? Không ai thèm lấy mày thì có, chứ đâu mà độc thân. Đây. Mẹ ơi, con đi xem mình nha mẹ ơi. Ừ. Ơ, con này nó bị làm sao á? Ủa, bị cái gì vậy? Mày đi lau bụi đi, mày cứ xoay tròn làm gì? Bị sao vậy? Bị cái gì vậy hả? Đồ hiện đại mà cứ xoay tròn vậy trời. Né ra. Bị cái gì vậy hả mày? Trời đất ơi, cái gì cái chén? Cái chén rửa rồi mà như giờ chưa rửa vậy trời. Trời ơi, cái gì vậy nè? Ủa, cái gì mẹ? Vô đi hết sức luôn á. Trời đất ơi, cái gì mà dầu mỡ mẹ nè? Có chuyện gì vậy mẹ? Ủa, trời ơi, sao nè, mẹ? Mấy đứa coi coi, máy rửa chén đó, rửa cái gì mà còn dơ hại nè, dính dầu mỡ không mà dơ hại như là chưa rửa gì đó. Ăn vô bệnh chết luôn. Đó, mua bao nhiêu tiền? Cái này là máy mới, làm gì có chuyện rửa không sạch được hả mẹ? Ý là con nói mẹ làm hay sao? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi mà cái gì mẹ nói là con cũng bác đi, cứ bác đi là con cho con là đúng không mày? Giờ con thấy tận mắt chưa? Để con rửa lại cho. Chắc là cái máy rửa chén hư rồi, em kêu thợ vô sửa đi. Mẹ. Gì? Đừng nói với con á là mẹ cố tình làm nha. Chứ hồi nãy con vô kiểm tra rồi á, con thấy nó đâu có bị dơ vậy đâu. Nè, mẹ người lớn, mẹ phải là con nít mà chơi cái trò đổ tội cho người khác. Con đó nghe, nói không gì con nghe lời hết trơn á. Nhà mình có mấy người thì ăn rồi rửa đi cho nó sạch sẽ, đỡ tốn biết bao nhiêu thứ. Thôi vì mấy đứa lo xử lý cái chuyện này đi, mẹ đi tái khám đó. Có cần con đi với mẹ không? Không cần, mẹ đi mình được rồi. Nhớ ở nhà xử lý công việc này cho tốt đi. Dạ mẹ. Ngủ muốn chết kêu anh chi trời. Nè, mẹ cho tiền con xài. Ủa, sao mẹ biết con hết tiền mà cho? Cảm ơn mẹ nha. Khoan, dừng lại 3 giây. Sao tự nhiên cho con tiền vậy? Mẹ có ý đồ gì đúng không? Ý đồ gì cái thằng này thì mẹ cho con ra tiền mà ý đồ gì không biết nữa à. Cái này có chuyện gì kỳ lạ đây nè. Mẹ nghe nè, chuyện là vậy. Ruby á. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Không được, không được rồi. Cái gì vậy? Trả lại cho mẹ nè. Cái gì vậy? Chẳng phải đêm hợp khuya khoắt kêu con ra đây, mẹ cho con tiền rồi mẹ kêu con thương Ruby à? Trời ơi, con điên hả? Giết người cho ở tù hả? Có chứ, kêu con làm gì? Mẹ nói nghe nè, con Ruby nó cứng đầu lắm. Mẹ nói cái gì nó cũng cãi lời mẹ hết trơn. Mẹ không cho nó mua máy móc, nó cũng đem máy móc về. Ủa, con thấy cái đó được mà mẹ. Nhưng mà mẹ không có thích. Bây giờ mẹ biết con trai mẹ là giỏi về máy móc, cho nên con phá hết cho mẹ. Phá máy móc? Phá hết máy móc cho mẹ. Cái này là sở trường của con. Con mà phá máy móc là con dễ nhàng gọi dịch gì đó. Bởi mẹ tin tưởng nó con. Minh Tấn nói được là làm được mà. Cho ai biết. Mẹ vô trước nha. Vậy sao? Đây là
máy mới mua, làm gì có chuyện rửa không sạch như vậy được. Chị. Cái gì? Đừng nói với em, chị làm đó nha. Rảnh quá. Ai ở không đâu. Nè, dọn dẹp đi. Ôi. Làm sao mà cái máy lại rửa dơ như vậy được cơ chứ? Chị xem đi, cái vết này là cố tình đấy. Con này sao cứ đa nghi, nó không phải là không phải mà. Máy em tốn tiền mua bao nhiêu tiền, không sao mà có chuyện. Lấy ra đi, chị rửa lại hết cho. Hay là cái máy nó bị hỏng ta? Ủa sao không khí nó im lặng, nó trùng dữ vậy? Sao không ai nói tiếng nào hết chị? Thôi được rồi, muốn ai nói thì để tôi nói cho mà nghe. Đó, qua mấy ngày vừa rồi tụi con thấy trong nhà này sao? Xào xáo rắc rối đủ thứ chuyện hết trơn. Ruby, con thấy sao? Hả? Trời đất ơi, từ mọi chuyện cứ như cũ đi. Bây giờ nhớ lại nghe, mẹ sợ, dễ sợ luôn. Nhất là cái con cái máy hút bụi đó. Trời ơi, thấy ghê quá đi. Nó mát, mua tiền không, hiện đại đó, mà mới xài có mấy ngày là nó mát rồi. Ô, nó chạy tùm lum, nó đuổi người này, nó đuổi người kia. Con bé Tú còn sợ nữa kìa, mẹ cũng sợ nữa, đang đi tự nhiên nó thò ra. Ôi, nó chặn đường mày, hết hồn hết chí luôn. Mẹ chưa tưởng tượng mấy đứa có tưởng tượng như mẹ không không? Nhiều khi mẹ nghĩ ban đêm mình ngủ, cái tự nhiên nó, cái nó bật công tắc nó, tự nhiên trong cái máy đó nó xè hai cánh tay robot ra như là cái giòi bạch tuộc kìa. Cái nó mò cái đứa này, nó mò vô phòng đứa kia, sao nó chui vô phòng của mẹ, cái nó mở tủ mẹ ra, cái nó lấy cái sổ đỏ, nó cuốn nó đi cầm ngân hàng. Trời ơi, cái một ngày nó tự nhiên mình mất nhà, mình không biết lý do gì sao mình mất nhà. Thì ghê không, tụi con có nghĩ như mẹ không? Ghê quá luôn đi đó. Mẹ có cần làm quá vậy không ạ? Chưa hết nữa, bây giờ con chỉ ngồi nghe thôi. Vô cái nhà vệ sinh, trời đất ơi, người ta mua cái loa người ta gắn vô nghe nhạc thì người ta ngồi trong nhà vệ sinh là người ta thư giãn, người ta thư thái, thì phải mở nhạc cho nó vui vẻ. Mở cửa ra nghe nhạc lắm ma, thấy ghê không? Ban ngày không sao, ban đêm thì sợ không? Sợ ma không? Đó, chưa kể cái vòi xịt nữa. Thằng Tấn nè, thằng con trai lớn của mẹ nè, trời ơi, bấm vô một cái trời thấy đều con người nó muốn lớn ra ngoài luôn. Đỡ chưa con? Giờ con trai của mẹ một mắt nhìn thấy có một con thôi à. Ừ, nhưng mẹ mà cũng đỡ đỡ rồi mà. Con lấy băng keo dán lại đi con. À, đỡ. Thấy ghê không? Dạ. Trời ơi, đó thấy chưa? Bởi ông ba mình có câu là 70 chưa gọi là lành. Đẻ nó ra không có chuyện gì, bây giờ muốn còn có một con mắt à. Quá trời quá đất, thay đổi kia vậy con? Hả? Con cứ để y như cũ có phải hay hơn không? Mẹ nói chí phải đó. Còn cái gì? Mẹ nói luôn một lần đi ạ. Thì đó, bây giờ mẹ nói nè, mẹ đã cấm cản con bao nhiêu lần rồi. Mẹ nói vừa tốn tiền, tốn điện, tốn nước, tốn đủ thứ tốn. Mua làm chi vậy? Cứ như hồi nào tới giờ gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Thí dụ ăn xong nè, mình xuống mình rửa chén nè. Đó, chị em quay gần rửa chén nói chuyện phải vui vẻ không? Đoàn kết gia đình không? Đó, làm vậy làm chi vậy? Tốn kém mà không được cái gì hết trơn rồi. Được rồi, con chịu thua là được chứ gì. Nè, cái thái độ như vậy là mẹ không chấp nhận nghe. Mẹ nói cho mọi người hiểu chưa? Chứ không phải ở đây cái vụ thắng hay thua. Con đừng có dùng cái thái độ đó với mẹ. Bây giờ thắng thua không quan trọng, con đồng ý quay trở lại mọi thứ như trước là được chứ gì. Ừ, nhưng mà con có một điều kiện. Điều kiện gì? Con muốn cả gia đình của mình từ bây giờ phải san sẻ việc nhà với cả chị Bích, chứ không thể để chị Bích lúc nào cũng phải làm việc nhà một mình như vậy được. Ủa, con cũng thấy việc đó à? Rumi, em nói như vậy mà không thấy ngượng miệng sao? Trong cái nhà này á, người lười nhất là cô đó. Thì được rồi, từ bây giờ em sẽ đích thân xuống bếp làm gương cho cả nhà mình. Chị nhìn em mà học hỏi đi. Thôi, con nghĩ nhà mình ai cũng bận công chuyện hết. Chị thì chị không có làm gì hết, cho nên thôi, mọi việc cứ để con làm cho mẹ. Làm sao em biết được? Nhìn cái khí thế đó đi. Cái khí thế này là kiểu gì cũng đang quê quá nên ăn nó mất kiểm soát đây nè.